Jenny xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump sẵn lòng đối thoại với Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẵn sàng đàm phán với Iran về một thỏa thuận tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng Tehran sẽ cần phải cắt giảm các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn, cũng như cắt giảm sự hậu thuẫn cho các nhóm chiến binh. Reuters trích lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hôm 24 tháng 6. Reuters trích lời ông Brian Hook là đặc sứ của Hoa Kỳ về Iran, nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách phê chuẩn một hiệp ước có khả năng sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Ông Hook nói thêm rằng hiệp ước hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới có thiếu sót vì không có cơ sở pháp lý. Đây là một vị tổng thống rất sẵn lòng ngồi đàm phán với chế độ Iran. Ông Hook trả lời qua điện thoại từ Oman, một trong các quốc gia vùng vịnh nơi ông đang công du. Tôi nghĩ câu hỏi mà mọi người nên đặt ra là tại sao Iran tiếp tục từ chối biện pháp ngoại giao. Ông Hook nói thêm, vào năm ngoái Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định 2015, theo đó Iran chấp nhận kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Tuần trước, Mỹ và Iran tiến gần nhất tới việc đối đầu quân sự trực tiếp trong nhiều năm, sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã ra lệnh hoãn một cuộc không kích trả đũa Iran chỉ vài phút trước khi khai hỏa. Ông Hook nói rằng Iran có thể hoặc là ngồi xuống đàm phán hoặc là chứng kiến nền kinh tế của họ tiếp tục sụp đổ, theo Reuters. Ông Hook nói thêm rằng hiện tại thì Washington và Tehran không có liên lạc trực tiếp với nhau qua đường ngoại giao hoặc là thông qua bên thứ ba, thưa quý vị. Tối cao Pháp Việt cho phép tượng đài thập tự tiếp tục được hiện diện trên đất công Maryland. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào thứ năm 20 tháng 6 đã phán quyết rằng đài tưởng niệm đệ nhất thế chiến cao 40 feet mang hình thập tự sẽ được tiếp tục hiện diện trên mảnh đất công thuộc tiểu bang Maryland. Tòa án viết rằng tượng đài hình thập tự này đã trở thành một địa danh nổi tiếng trong cộng đồng và việc hóa hủy hoặc là sửa đổi tượng đài sẽ không được coi là một hành động trung lập mà là thái độ thù địch đối với tôn giáo. Tượng đài liên quan trong vụ này nằm giữa một ngã tư đông đúc tại thành phố Bladensburg của tiểu bang Maryland. Tượng đài được dựng vào gần 100 năm trước khi các người mẹ ở thành phố Bladensburg quyết định xây dựng một đài tưởng niệm đệ nhất thế chiến để vinh danh những người con đã hy sinh của họ. Lên tiếng đại diện cho nhóm đa số, thẩm phán Samuel Alito nói không có bằng chứng cho thấy có sự kỳ thị trong việc lựa chọn thiết kế tượng đài hay là trong quyết định của ủy ban ở Maryland khi là duy trì tượng đài này. Luật tôn giáo trong hiến pháp muốn rằng mọi người với mọi tôn giáo đều có thể sống chung một cách hòa thuận và sự hiện diện của thập tự giá Bladensburg trên mảnh đất của Maryland là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của luật pháp, thưa quý vị. Biểu tình kêu gọi sa thải 72 cảnh sát đăng bài viết phân biệt sắc tộc tại Philadelphia. Theo tin từ CBS News, những người biểu tình ở tiểu bang Philadelphia đang yêu cầu sa thải hàng chục cảnh sát vì họ đăng tải thông tin phân biệt chủng tộc và các thông điệp mang tính xúc phạm trên mạng xã hội. Trước đó, vào hôm thứ Tư 19 tháng 6, có 72 sĩ quan cảnh sát bị chuyển công tác phải đảm nhận các công việc hành chính bởi vì đăng những dòng tin nhắn trên Facebook mang tính kỳ thị. Nhưng vào thứ Năm 20 tháng 6, những người biểu tình đã tập trung trước tòa thị chính để gây áp lực lên chính quyền thành phố Philadelphia nhằm yêu cầu sa thải 72 sĩ quan này. Theo CBS News, 72 sĩ quan này bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố phân biệt chủng tộc, bạo lực và xúc phạm trên Facebook. Theo đó, thì vào năm 2017, một cảnh sát từng đăng bài viết trên Facebook với nội dung phân biệt chủng tộc với người đạo Hồi. Dự án Plainview do luật sư Emily Baker White dẫn đầu đã phát hiện các bài viết này. Theo ông Curtis Jones, là ủy viên Hội đồng thành phố, kiêm người đại diện cho một quần tập trung người Hoa Kỳ gốc Phi Châu cho biết, người dân đang lo lắng liệu là các bài đăng có phải là bằng chứng cho thấy sự thiên vị của cảnh sát trong hành pháp hay không, thưa quý vị. Cơ quan hàng không liên bang cấm bay qua một số vùng trời do Iran kiểm soát. Vào hôm thứ Năm, 20 tháng 6, Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA ban hành lệnh khẩn cấp để cấm các hãng hàng không của Hoa Kỳ bay trong một khu vực thuộc không phận do Tehran kiểm soát, nằm trên eo biển Hormuz và Vịnh Oman do tình hình căng thẳng gia tăng. Lệnh cấm này được đưa ra vài giờ sau khi hãng United Airlines đình chỉ các chuyến bay giữa phi trường Newark của New Jersey và thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, tức là các chuyến bay di chuyển qua không phận của Iran.
Vụ bắn rơi máy bay dò thám Global Hawk có thể bay ở độ cao tới 60.000 feet, tức là 18.300 mét, và sự mới nhất trong một loạt sự việc ở vùng vịnh, một khu vực quan trọng đối với nguồn cung cấp dầu toàn cầu, bao gồm vụ tấn công 6 tàu dầu tàu chở dầu. FA cho biết là theo các ứng dụng theo dõi chuyến bay, máy bay dân dụng gần nhất đang hoạt động trong phạm vi khoảng 45 hải lý của máy bay không người lái Global Hawk của Hoa Kỳ khi đã bị một hỏa tiễn đất đối không của chính Iran bắn hạ. Cơ quan này cho biết họ vẫn lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng và hoạt động quân sự trong phạm vi gần với các tuyến máy bay quân sự, dân sự, cũng như việc Iran sẵn sàng sử dụng hỏa tiễn tầm xa trong không phận quốc tế mà không có khuyến cáo, thưa quý vị. Phiên tòa xử quân nhân siêu gây bất ngờ khi một quân nhân khác thừa nhận đã sát hại binh sĩ ISIS. Trong phiên tòa hôm thứ Năm, 20 tháng 6, một bác sĩ cấp cứu thuộc đội siêu thừa nhận trách nhiệm cho cái chết của một chiến binh nhà nước Hồi giáo ISIS, cho biết người này đã nhận một cái chết nhân từ. Trong phiên điều trần, binh nhất Corey Scott thuộc nhóm cứu thương của SEAL cho hay ông giết binh sĩ ISIS bằng cách gây ngạt thở sau khi nhìn thấy Edward Gallner là đội trưởng nhóm các tác chiến đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ dùng dao đâm nạn nhân. Ông Scott kể lại rằng ông đã dùng ngón tay cái bịt ống thở của binh sĩ ISIS khi trước đó binh sĩ này phải nhờ đến ống trợ thở vì bị suy phổi và gãy chân trong cuộc chiến tại thành phố Mosul của Iraq năm 2017. Theo lời các công tố viên mở đầu phiên tòa hôm thứ Hai, 17 tháng 6, binh sĩ ISIS này bị lực lượng Iraq bắt giữ và bị bỏ lại trong một căn cứ bên ngoài Mosul. Các công tố viên cho biết là ông Gallagher, 39 tuổi, đã chữa trị tạm thời cho binh sĩ ISIS, sau đó dùng dao đâm nhiều lần vào cổ người này. Ông Scott cho biết binh sĩ này vẫn còn sống, nhưng ông đã chặn ống thở vì nghĩ rằng lực lượng Iraq sẽ tra tấn người này đến chết, thưa quý vị. FedEx xin lỗi vì gửi trả lại điện thoại Huawei. FedEx, công ty FedEx là công ty chuyển phát nhanh của Hoa Kỳ, đã xin lỗi vì gửi trả lại một gói bưu phẩm mà người gửi cho biết là một chiếc điện thoại thông minh Huawei gửi tới Mỹ, cho rằng do lỗi vận hành, theo hãng tin Reuters. Lỗi này xảy ra gần một tháng sau khi công ty FedEx lên tiếng xin lỗi vì đã chuyển hướng các gói bưu phẩm giữa các văn phòng của công ty Huawei. Hai bưu kiện chứa các tài liệu được gửi từ Nhật Bản đến văn phòng của Trung Quốc đã bị chuyển hướng đi đến Hoa Kỳ mà không được phép. Theo tin của Reuters, vài tuần trước, công ty Huawei bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen gọi là Entity List. Và điều đó có nghĩa là các công ty Mỹ phải nộp đơn xin giấy phép đặc biệt mới có thể tiến hành kinh doanh với các công ty trong danh sách này. Chính phủ Hoa Kỳ xem công ty Huawei là một mối nguy về an ninh vì theo Reuters, luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty địa phương phải tuân thủ với công tác tình báo. Công ty Huawei phụ thuộc vào các công ty có liên hệ với Hoa Kỳ để mua linh kiện và phần mềm cho thiết bị mạng và điện thoại thông minh của mình. Hôm 21 tháng 6, tạp chí PC Magazine của Mỹ đưa tin công ty FedEx sẽ trả lại cho họ một chiếc điện thoại Huawei mà tạp chí này đã gửi từ Anh sang Hoa Kỳ. Hôm 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng công ty FedEx nên đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Trên Twitter, The Global Times của Trung Quốc viết rằng Bộ Ngoại giao của nước này đã thúc giục FedEx chịu trách nhiệm vì việc không chuyển một chiếc điện thoại của Huawei tới Mỹ. Global Times cũng nói rằng bộ này không bình luận về việc liệu FedEx có bị đưa vào một danh sách đen, mà Reuters nói rằng giống như danh sách của Mỹ. Đây là danh sách bao gồm những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không đáng tin cậy, có nguy cơ gây phương hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc, thưa quý vị. Hối lộ khi làm ăn ở ngoại quốc, Walmart bị phạt 282 triệu. Công ty Walmart hôm thứ Năm 20 tháng 6 đồng ý trả 282 triệu để dàn xếp dự kiện vào chính phủ liên bang Mỹ về các hành vi hối lộ của công ty ở nước ngoài, gồm cả việc trả hơn 500.000 đô la cho một trung gian ở Brazil có biệt danh là bà phù thủy vì có tài làm các trở ngại về giấy phép xây cất nhanh chóng biến mất. Giới hữu trách liên bang Mỹ kiện công ty Walmart theo luật có tên là Foreign Corrupt Practice Act. Theo đó thì cấm các công ty Mỹ hoạt động ở ngoại quốc hối lộ hay các hình thức bất hợp pháp khác để có sự dễ dàng làm ăn. Công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ này quyết định dàn xếp cả vụ kiện dân sự của Ủy ban Thị trường Chứng khoán Mỹ, gọi tắt là SEC, và vụ kiện hình sự của các công tố viên liên bang tại Virginia. Công ty Walmart nói rằng họ muốn dàn xếp để chấm dứt kiện tụng khởi sự từ năm 2012 và khiến công ty tốn phí hơn 900 triệu. Tổng giám đốc công ty Walmart là ông Doug McMillan nói là công ty hài lòng khi giải quyết được vấn đề này và công ty nay có những nỗ lực để tuân thủ các quy định về chống tham nhũng, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ, chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát, sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.